Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ, thập phương thường trụ tam bảo. Nhiên trì hương hoa cúng dường như pháp, nguyện khói hương thơm này biết mạng khắp mười phương, cúng dường tất cả Phật tôn pháp các hiện thánh vô biên trong cõi Phật, lợi ích làm Phật sự, tất cả Phật pháp tăng bảo tròn đầy khắp nơi không đâu chẳng có. Nguyện khiến hương hoa này đồng như pháp tánh, song khắp tất cả các cõi Phật cúng dường làm Phật sự, dụng cụ cúng dường tất cả mười phương không lúc nào chẳng có. Hôm nay con xin đem tất cả các hương hoa anh lạc tràng phan bảo cải các trang sức quý báu vi diệu vô số âm nhạc ánh sáng đèn nến ẩm thực y phục ngoại cụ thông minh cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tận khắp mười phương hình dung nhớ tưởng đều cùng chung với tất cả chúng sinh phục diện cúng dường. Trong các thế giới có người tu cúng dường, hôm nay con xin tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường. Lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến đến khắp tất cả cõi nước, ở mỗi nơi có Phật pháp tăng đều dùng tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm cùng với tất cả chúng sinh phụng hiến cúng dường cho tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ, miếu pháp và tất cả các Phật sự của chư Phật. Cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng, nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế, dần dần được thành tựu lục ba la mật tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp vốn tịch tịnh, không sanh không diệt, một vị bình đẳng, lìa niệm thanh tịnh, rốt ráo viên mãn. Cúng dường xong tất cả cung kính, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Sắc Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Sắc Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Sắc Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chính Sách Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chính Sách Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chính Sách Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng.
Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Thập phương nhất thiết Phật tạng. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Thập phương nhất thiết Phật tạng. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Thập phương nhất thiết Phật tạng. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Thập phương nhất thiết Hiện Thánh. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Thập phương nhất thiết Hiện Thánh. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Thập phương nhất thiết Hiện Thánh. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Kiên Tịch Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Kiên Tịch Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Kiên Tịch Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thịnh, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phục thịnh, Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chính Phát Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phục thịnh, Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chính Phát Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phục thịnh, Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chính Phát Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Duy nguyện Đức Thích Ca từ phụ thất Phật Thế Tôn Ngộ Thập Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngập thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con thiền hành tịnh tính. Duy nguyện Đức Thích Ca từ phụ thất Phật Thế Tôn Ngộ Thập Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngập thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con thiền hành tịnh tính. Duy nguyện Đức Thích Ca từ phụ thất Phật Thế Tôn Ngộ Thập Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thể nghe vô ngã thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con khiến thành tịnh tín. Chiêm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh tất cả người phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh trọn khắp hư không hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chiêm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh tất cả người phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh trọn khắp hư không hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chiêm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh trọ khắp hư không hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường.
Kiên tịch chính Bồ Tát, biến kiết Bồ Tát, quán thế âm Bồ Tát cùng mười phương tất cả hiền thánh, không xả từ bi lai lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ chứng minh hạnh pháp của con. Kiên tịch chính Bồ Tát, biến kiết Bồ Tát, quán thế âm Bồ Tát cùng mười phương tất cả hiền thánh, không xả từ bi lai lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ chứng minh hạnh pháp của con. Kiên tịch tính Bồ Tát, biến kiết Bồ Tát, quán thế âm Bồ Tát cùng mười phương tất cả hiền thánh, không xả từ bi lai lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ chứng minh hạnh pháp của con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế chân thật, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các kiến ngại, tăng trưởng tịnh tín, đại từ đại bi, không rời bổn nguyện, phóng đại quang minh, toàn đầy sự nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế chân thật, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng tịnh tín, đại từ đại bi, không rời bổn nguyện, phóng đại quang minh, toàn đầy sự nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế chân thật, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng tịnh tín, đại từ đại bi, không rời bổn nguyện, phóng đại quang minh, toàn đầy sự nguyện cho con. Hộ pháp Thiên Long Già Lam chân tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thể hiện kiệt tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp Thiên Long Già Lam chân tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thể hiện kiệt tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp Thiên Long Già Lam chân tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thể hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Con nghe trong biển chánh biến tri ân đức chân thân thật vô biên, độ thoát khắp hữu tình, tâm hoan hỷ kính lễ, từng tu vô lượng phước, nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp thường tu pháp cúng dường, nhất tâm kính lễ quá khứ tỳ bà thi Phật. Nhất tâm kính lễ thi khí Phật. Nhất tâm kính lễ tỳ xá phù Phật. Nhất tâm kính lễ câu lưu tôn Phật. Nhất tâm kính lễ câu na hàm mâu ni Phật. Tâm kính lễ Ca Diếp Phật. Nhất tâm kính lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm kính lễ Phổ Quang Phật. Tâm kính lễ Phổ Minh Phật. Nhất tâm kính lễ Phổ Tịnh Phật. Nhất tâm kính lễ Đa Ma La Bạt Thiên Đàn Hương Phật.
kính lễ chiên đàn quan Phật. Nhất tâm kính lễ Ma Ni Tạng Phật. Nhất tâm kính lễ Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tịch Phật. Nhất tâm kính lễ Nhất Thiết Thế Gian Nhập Kiến Thượng Đại Tinh Tân Phật. Nhất tâm kính lễ Ma Ni Tạng Đăng Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Huệ Cử Chiếu Phật. Nhất tâm kính lễ Hải Đức Quang Minh Phật. Nhất tâm kính lễ Kim Quang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật. Nhất tâm kính lễ Đại Bi Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Từ Lực Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Tự Tạc Phật. Nhất tâm kính lễ Chiên Đàn Khổ Trang Nghiêm Thắng Phật. Nhất tâm kính lễ Hiền Thiện Thủ Phật. Nhất tâm kính lễ Thiện Ỷ Phật. Nhất tâm kính lễ Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Kim Hoa Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Bất Động Trí Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
nhất tâm kính lễ tại Quang Minh Phật. Nhất tâm kính lễ trí huệ thắng Phật. Nhất tâm kính lễ Di Lặc Tiên Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Thiện Tịch Ngồi Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Thế Tịnh Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Nhật Nguyệt Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Diệu Âm Thắng Phật. Nhất tâm kính lễ Thường Quang Tràng Phật. Nhất tâm kính lễ Quan Thế Đăng Phật. Nhất tâm kính lễ Huệ Quang Đăng Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Pháp Thắng Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Tu Di Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Tu Ma Na Hoa Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Ưu Đàm Bát La Hoa Thủ Thắng Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Đại Huệ Lực Vương Phật. Nhất tâm kính lễ A Xúc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Tài Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Kim Hải Quang Phật.
Nhất tâm tiếng lễ, sơn hải huệ tự tại thông vương Phật. Nhất tâm tiếng lễ, đại thông quang Phật. Nhất tâm kính lễ, nhất thiết pháp tạng mãn vương Phật. Nhất tâm kính lễ, đông phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù độ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ, đông nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù độ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ, nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù độ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ, tây nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ, tây phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ, tây bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ, bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ, đông bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ, hạ phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ, thượng phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ, thập phương nhất thiết chư Phật. Nhất tâm kính lễ, thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm kính lễ, thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm kính lễ, thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm kính lễ, chiêm sát thiện ác, nhập bảo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm kính lễ, thập phương nhất thiết hiện thánh.
nhất tâm kết lễ thập phương nhất thiết hiện thành. Nhất tâm kính lễ thập phương nhất thiết hiện thánh. Nhất tâm kính lễ kiên tịnh tiến Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm kính lễ biến kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm kính lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm kính lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm kính lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường bị tội nặng của ba nghiệp dậu căn làm chướng ngại, nên không thấy được chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Mặc dù nay đã biết, nhưng do con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, giờ đây con đối trước Bồ Tát Địa Tạng thập phương chư Phật, động vì chúng sanh mà quy mạng sám hối. Duy nguyện Bồ Tát Địa Tạng thập phương chư Phật gia hộ, khiến cho con và chúng sanh tội chướng tiêu diệt. Rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới đều nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối. Con và chúng sanh từ vô thủy đến nay đều do tham ái kiến chấp, trong thì suy tính ngã nhân, ngoài lại thêm bạn xấu, không tùy hỷ người khác dù chút thiện nhỏ. Duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng. Việc tuy không rộng nhưng ác tâm ngang tràn, ngày đêm tương tục không hề gián đoạn, che giấu tội lỗi không muốn người biết, không sợ quả báo trong ác đạo, chẳng có chút hổ thẹn, không đoán hoài nhân quả. Cho nên giờ đây tin sâu nhân quả, sanh trọng hổ thẹn, sanh tâm khiếp sợ ác đạo, phát lộ sám hối, đoạn tâm tương tục, phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện, hết lòng sẽ tấn ba nghiệp sửa đổi tội nặng trong quá khứ, tùy hỷ phạm thánh dù chút thiện nhỏ. Nguyện mười phương Phật có đại phước huệ có thể cứu vãn cho con và các chúng sanh đều từ trong biển sinh tử luân hồi để được bến bờ của tăng đức. Từ vô thủy đến nay không biết tánh các pháp quân sẵn không tịch, nên con đã tạo quá nhiều tội ác, nay biết không tịch, cầu đạo bồ đề vì chúng sanh mà đọc tu các điều thiện, đoạn tất cả điều ác. Duy nguyện hết thảy tam bảo Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp thọ nghe con sám hối. Đệ tử chúng con chí tâm sám hối. Con và chúng sanh tự tánh thanh tịnh nhất thập tịnh giới, đồng thể chư Phật
Nhưng do vô minh si ám huân tập nhân duyên nên hiện ra cảnh giới hư vọng khiến chúng con sanh tham trước, chấp trước cái ta của ta, huân tập các ác pháp, sáu căn ba nghiệp tạo nhiều tội chướng, thập ác, ngũ nghịch, trọng nạp, thiên giá, chứng tuệ, chứng định, chứng chư giới phẩm dẫn đến rơi vào biển khổ luân hồi dài lâu mãi không có ngày ra. Giả như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên tịnh tính không thành, nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói lời nhẹ nhàng an ủi mở đám mây đen hoặc gột tẩy ô lo trong tâm con, cầu ai sám hối, duy nguyện thập phương chư đại từ tôn chứng tri hộ niệm, nay con sám hối không tạo lại nữa, nguyện con cùng tất cả chúng sanh nhanh chóng trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay thập ác tự trọng, ngũ nghịch điên đảo, hủy bản tam bảo, tội nhất chiến đề, tội tánh như vậy vốn là không tịch, nhưng từ hư vọng mà khởi tâm điên đảo chẳng có, chẳng thực sự khó định, huống chi là chứng đắc. Nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt được tâm ban đầu vĩnh viễn, diệt trừ tội căn, sám hối xong quy mạng lễ tam bảo. Đệ tử chúng con chí tâm khuyến thỉnh, nguyện tất cả Bồ Tát trong mười phương nếu chưa thành chánh giác, nguyện nhanh chóng thành chánh giác. Nếu đã thành chánh giác, nguyện thập phương thường trụ, nguyện thường trụ tại thế, chuyển chánh pháp luân, không nhập niết bàn. Khuyến thỉnh xong quy mạng lễ tam bảo. Đệ tử chúng con chí tâm tùy hỷ, nguyện con và tất cả chúng sanh rốt ráo vĩnh viễn xả bỏ tâm đố kỵ, ở trong ba đời tất cả cõi nước có tu học hết thảy công đức cho đến những sự thành tựu, con đều tùy hỷ. Tùy hỷ xong quy mạng lễ tam bảo. Đệ tử chúng con cùng đại chúng chí tâm hồi hướng, nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cùng hướng đến trí Phật, đến thành Niết Bàn. Hồi hướng xong quy mạng lễ tam bảo. Đệ tử chúng con chí tâm phát nguyện, nguyện thập phương tam bảo, Địa Tạng Từ Tôn thương xót hộ trì cứu bạc tịnh tế, khiến cho thế giới này tiêu trừ thiên tai động loạn, chánh pháp lưu thông, tất cả đều sanh tịnh tín, không gặp các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ ma đạo và tà truy tà kiến. Con và chúng sanh nhanh chóng diệt trừ tạm tội, hiện đời xa lìa sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc, tạm tụ dưới căn rốt ráo thanh tịnh, hai loại con đạo ứng nghiệm hiện tiền, tam muội tổng trì thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục độ không gì mà chẳng thành. Liễu ngộ tự tâm nhất thật cảnh giới, bỏ thân khỏi thế giới này, sinh ở trước Phật diện phục Di Đà, thân gặp chư Phật, được Phật thọ kỳ, trở lại trần lao, phổ độ quần mê, đồng quy bi tạng, phát nguyện xong quy mạng lễ tam bảo. Tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thống lĩnh đại chúng nhất thiết vô ngại hòa năng thánh chúng.
sắc mô đi số hoa.